Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Hôm qua thì chúng tôi đã lên sóng cho quý vị các bạn chiếc EB500. Chiếc E500. Xin lỗi, không phải EB mà E500. Thì ngày hôm trước, chiếc nữa ấy, thì mình có nói là chiếc này 44 ly, nhưng mình đính chính lại nhá, chiếc này là piston 50 ly. Hôm nay mình đính chính lại nhá, chiếc này là piston 45 ly. Nghĩa bác nào mà có thấy cái video chúng tôi báo là piston 44 ly thì cho mình xin lỗi nhá. Chúng lại đính chính lại một lần nữa là piston con này là 45 ly. Và piston của nó hiện tại đang là cái công suất lớn nhất hiện nay. Đây là cái video mình đã bổ tung chiếc máy này thuở theo yêu cầu của một số bác. Và mình sẽ show cho các bác xem luôn cái chi tiết chiếc máy này như thế nào. Liệu tại sao mình nói rằng đây là một chiếc máy công suất lớn mà có mức giá phù hợp và không thể đòi hỏi hơn. Chiếc máy này thì piston 45 ly công suất lớn, nhưng mà trọng lượng của nó rất là nhẹ, nó nhẹ hơn dòng TG53. Và đặc biệt luôn là cái mức giá của nó các bạn chỉ bỏ ra 3 triệu rưỡi thôi. Vậy thì 3 triệu rưỡi có gì, mình đã bổ chiếc máy này ra cho các bạn xem. Và các bạn xem đánh giá chi tiết liệu cái phụ tùng như thế này mức giá mình vừa thông báo cho các bạn không. Rồi, xin mời quý vị các bạn đến gần hơn, các bạn sẽ thấy được chi tiết chiếc máy này như nào nhá. Ok, các bạn có thể thấy được chi tiết mình đã tháo hết ra. Đâu ra đấy. Ngày xưa là mình có theo cái nghiệp mổ lọ. Chính vì vậy lọc xương ra xương, thịt ra thịt luôn. Và đối với chiếc máy này cũng thế, piston ra piston, hơi ra hơi, biên ra biên, lốc ra lốc, chế ra chế. Và đây, không để các bạn chờ nữa. Xin mời các bạn gần hơn. Trước mặt quý vị các bạn đây là cái áo gió. Và cái áo này là bằng nhựa nguyên chất. Các bạn thì thấy được cái màu nó bóng gì đâu. Nó bóng cái mặt mình thì cũng bóng, nhưng mà cũng không bóng vào cái bằng cái áo này. Đây là mặt trơ chán bóng. Đây là mặt trơ áo bóng. Áo này quá bóng, đúng không? Bóng ơi là bóng sáng chung. Rồi ok, cái này gọi là râu ria không nói đến. Đây, đi vào luôn chi tiết bộ hơi. Anh em thấy không? Bộ hơi này đẹp kinh khủng khiếp. Bộ hơi này quá đẹp thật sự luôn. Mình không hưng cái con buji nhá. Anh em có tiền mua con buji PPMR7A 100k lắp vào nữa thì quá đẹp. Hợp lý. Buji này thì hơi lởm. Đó, lởm hơn thôi chứ không đến nỗi lởm quá. Rồi, bộ hơi này các bạn nhìn thấy chữ gì đây không? Khe Khoa Quy. Khe Khoa Quy, đây là một cái thương hiệu nhà máy Trung Quốc nội địa. Họ chuyên sản xuất chỉ bán cho thị trường nội địa thôi. Và đối với những cái dòng sản phẩm mà Trung Quốc nội địa thì anh em có thể thấy nhiều Xiaomi ấy. Cái hàng đấy của nó cực kỳ tốt. Trung Quốc nội địa làm đừng đùa. Đây, mạ nòng đây anh em nhìn đi, đánh giá đi. Đó, nó đẹp, đẹp gì đâu. Này, phần cổ xả này. Nó còn hàn cái miếng này nữa thì chịu rồi. Để cho nó chắc, để cho bô nó không rung, nó ảnh hưởng nó rung cổ xả. Chịu luôn, để nó còn gia cố thêm cái này nữa. Giống như kiểu rằng của khung ô tô ấy. Đùa, mình chém gió thì quá. Rồi, tiếp theo là cái chụp giật này anh em này, chụp giật nhá, có trợ lực. Giật rất là nhẹ, kéo lên là nổ thôi, anh em không phải đao to, búa lớn làm gì cả. Một số bác tay to thì nghiêm cấm luôn tình trạng giật theo kiểu như giật lông nách nhá. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp. Bạn giật nhẹ nhàng thôi, kéo lên, kéo nhẹ nhàng thôi là máy nó đã nổ rồi. Hôm qua mình đã có video kéo nhẹ nhàng chiếc máy nổ rồi đúng không ạ? Đấy, các bạn cứ thực hiện thế thôi nhá, kéo máy lên thôi, đừng giật phũ phu. Một số các bác này thích kiểu vũ phu, các bạn giật như thế rất là hỏng, dễ hỏng máy. Tiếp theo này, mặt ấy này, mặt vô lăng này. Chúng 3 triệu rưỡi chả mong cầu gì hơn. Mong cầu như này thôi. Rồi, bình xăng lớn nhở, bình xăng dung tích này hơn lít anh em ạ. Hơn lít chính xác như nào thì mình cũng chưa đo. Đế bình xăng này, có che chắn rất là kỹ. Bọc phần bình xăng, tránh cho cái việc mà máy nó bị vỡ bình xăng. Các cái ốc gen bình xăng này đều có lót những cái gọi là long đen, long đền. Đó, tránh bị ép xuống nó bị vỡ nhá. Cũng cẩn thận thật đấy. Rồi, lọc gió này. Chim ưng chưa ạ? Lọc này mà không ưng thì lọc gì ưng ạ? Chế hòa khí này. Chế warm roll nha anh em nhá. Đây. One bờ roll. Nhưng mà cái chế này ôi nó lạ lắm ôi ấy. Chế này là cái mã nó bán tại Trung Quốc rồi các bạn ạ. One Pro nhưng mã này mã bán Trung Quốc. Nói chung là cũng tiết kiệm nhiên liệu đấy. Một số bác đã comment ở kênh video để máy sơn rồi là con này đã sử dụng rồi, là chiếc này khá là tiết kiệm nhiên liệu. WIK, tuy nhiên cái mã này nó là mã 478 nhé, không phải mã 473. Nếu mà anh em điều kiện thì thay luôn cái chế hoặc khí này cũng được. Thay sang cái chế Mitsu T43 khả năng ăn đấy. Mình phải đo lại cái cổ này nào.
đo lại cổ hút cổ chế. Ừ, đo lại cổ hút em nào. Đấy, họng chế này 15 ly cơ mà. Má to nhỉ. Họng chế 15 ly anh ạ. 14.95 đây này, nó nhảy thước này. Này thì phải thay con chế Mitsu TU43 vào mới ăn được, hoặc chế One Pro 430. Mình có luôn nhá. Chế đấy như 700 mấy, 750. Rồi, còn không các bạn cứ sử dụng chế này cũng được, lúc nào hỏng thấy sau. Rồi. Điện. Điện keo quy này, anh em nhìn luôn. Đúng chưa? Điện có phải keo quy không ạ? Keo quy nhá. Có một cái mình thấy rất hay của con này nhá, là cái vô lăng này anh em này. Vô lăng này, nó có phần tản nhiệt quạt gió ở cả trước cả sau, nó giúp cho cái máy này tản nhiệt tốt hơn. Bình thường các bạn thấy không, cái quạt gió sẽ quay về hướng động cơ thôi. Còn đây quạt gió quay cả ra ngoài, quay cả vào trong để cho cái lực gió nó thổi ra ấy, nó mát hơn. Bởi vì công suất cái máy này lớn, nó cần cái sự tản nhiệt tốt hơn thì nó đã trang bị cái vô lăng hai hướng như thế. Piston 45 ly nhá, show cho bạn xem luôn, lại bảo mình đòn ró đây. Nói có sách mách có chứng, 45 ly đúng không? 44.945 đây này. Cái thước này gọi là thước điện tử nên nó nhảy. Nên là anh em yên tâm. Không lo, mình đo là chuẩn rồi. Côn này. Rồi, côn nhá. Rồi tất cả cái chi tiết con này thì quá nuột rồi. Rồi, ok. Quay rất là nhanh xong cái chiếc máy này rồi. Nếu các bạn nhu cầu mua hàng thì liên hệ Điện Máy Minh Sơn nhé. 3,5 triệu. 3,5 triệu, không mong cầu gì hơn nữa rồi. Theo mình nghĩ là như thế. Hiện nay đối với những dòng sản phẩm của Trung Quốc thì thật sự luôn nó càng ngày càng hoàn thiện, cả về hình thức, cả về chất lượng. Nó dần dần nó đã đánh, mình thấy nó đẩy dần những cái dòng máy cắt cỏ bãi. Máy cắt cỏ bãi với cái dòng piston nó nhỏ quá, nó phù hợp với cả những cái nhu cầu bác nào mà cắt ít thôi. Còn đối với những dòng máy cắt công suất lớn thì gần như là những cái máy bãi đang bị đẩy dần và thay thế bằng những loại như thế này. 3,5 triệu, quá tuyệt vời. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ đăng ký like, subscribe kênh. Các bạn thấy những video này ý nghĩa thì nhớ đăng ký kênh video của Điện Máy Minh Sơn nhá. Mình hứa với các bạn luôn là năm nay cứ có sản phẩm nào là mình bổ hết ra cho anh em xem. Mình bổ ra để cho các bạn ngắm, nghía bên trong. Chăm nghe không bằng một thấy, chăm thấy không bằng một sò. Và mình để cho các bạn làm sao thấy một cách rõ nhất, nét nhất, chi tiết nhất. Xem trên video mà cứ như nhìn tận mắt ở ngoài đời. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ đăng ký like và subscribe kênh. Bật chuông thông báo để liên tục cập nhật những video mới nhất.